đón quý vị với một đôi loa tiếp theo, những đôi loa cảm giác rất nhẹ nhàng, thanh mảnh nhưng cho lại chất âm rất là hay. Đây là đôi loa Kenwood ZL988AV. Dòng ZL này, dòng Kenwood này em nó yêu được tất cả các loại nhạc, nhạc mạnh, nhạc sàn, nhạc gì em cũng chơi. Bolero thì sau đây em sẽ test Bolero cho quý vị, bởi vì là cái dòng nhạc vàng này, nhạc trữ tình Bolero này, nó đi theo năm tháng, đi theo rất nhiều. Và tất cả bán, đa số bán dòng loa bãi này đều là các bác đam mê âm thanh dòng nhạc trữ tình cổ điển Bolero. Chứ dòng nhạc mạnh thì một số thanh niên thích, nhưng đôi loa này nó có thể đáp ứng được tất cả, đáp ứng tất cả. Đấy, các bác thông cảm, người nói chó nó cũng sủa, mẹ khổ thế đấy, tranh nhau nói. Hàng xóm họ nuôi nhiều quá bác, không cả. Đây, sau đây em sẽ gửi đến quý vị tiếp tục bản test thứ hai nhé. Trước em đã có một bản test rồi về đôi này rồi, nhưng nghe thấy nó hay quá, làm tiếp bản nữa, làm tiếp bản nữa cho nó phong phú. Còn loa thì vẫn là rất là nhiều rồi, nhưng vẫn phải làm bản nữa, bởi vì là thấy đôi này nó thiết kế nó rất là nhẹ gọn, nhưng mà chất âm phải nói là hay, nhạc nào cũng nhảy. Nhạc Bolero, nhạc sàn, nhạc dê mix, tóm lại nhạc nào cũng nhảy. Sau đây mời quý vị đến với bản test thứ hai. Hôm nay là ngày 14 tháng 3. Hôm nay ngày 14 tháng 3, 2019. Mời quý vị. Giá của đôi loa này là 11.900.000. Nếu mai anh chết em có buồn không? Sao em không đến khi anh còn sống? Anh chết em khóc nhiều không? Sao không mau yếm khi anh còn sống? Cho em không còn nghĩ đời tuyệt vọng, những đêm đứng nhìn qua sông.
tạm dừng để giới thiệu đến kích thước của đôi loa cho quý vị. Đây, loa y căng còn đầy đủ. Còn sau đây em sẽ đo cái kích thước của loa. Cái chiều ngang của loa là 37,6 phân. Chiều ngang này, 37,6. Còn chiều cao của em nó này. Chiều cao của em nó là 1m04. Và chiều sâu đây. Chiều sâu của em nó là 32 phân. Chiều sâu là 32 phân, cả y căng. Hoặc 32 phân thì phân nó đây rồi. Em đặt y căng thì quý vị nhìn là em có y căng đầy đủ luôn. Sau đây mời quý vị chuyển sang cái bản nhạc khác, mỗi bản một chút. Chứ không giới thiệu đến tất cả quý vị là liên tục thì nó khó. Một loại dòng nhạc đây để quay chi tiết cho quý vị xem này, giới thiệu chi tiết luôn này. Về công suất của em nó là 180W một loa, tổng đôi loa này là 360W, trở kháng 8 ohm. Quý vị nhìn giúp em nhé, trở kháng 8 ohm, hàng made in Japan. Đây là con Kenwood ZL988AV. Giá của em nó em đã ghi trên nóc đây rồi, giá của nó là 11 triệu 900. Nó thiết kế với lại 3 loa tép, tép giấy luôn. 3 loa tép giấy thiết kế với lại một dãy logo bảo vệ phía trước, một bảo vệ phía trước bằng nhựa vuông. Rất là đẹp. Bên cạnh đây là con trung. Con trung này thiết kế cũng là bằng giấy. Con trung này thiết kế màng giấy gân mút. Phía dưới cùng đây là con bát 30. Nhá. Thiết kế với lại một con bát 30 gân mút bằng giấy. Con này mân mút bằng giấy, nó cho ra chất bát rất ấm và mềm. Còn ấm hay mềm hay không thì quý vị nghe quý vị biết rồi, chứ không nói nhiều. Nói nhiều quá thì cứ bảo bán cái gì cũng khen hay, nhưng mà có mỗi con nó hay một kiểu, chứ chả có con loa nào thiết kế ra nó dở. Ít lắm, ít loa dở lắm ạ. Với những dòng loa bãi này không có loa dở đâu. Còn quan trọng là mình phối ghép nó có hay hay không thôi. Bên sườn đây, tất cả xung quanh loa thiết kế với một màu vân gỗ rất là đẹp, sang trọng. Khi để vào trong căn phòng của quý vị đó, cảm giác nó sáng, sang trọng sáng này. Sau đây mời quý vị nghe tiếp tục bản test tiếp theo. Em sẽ chuyển một dòng nhạc khác cho quý vị nhé. Em chuyển dòng nhạc khác. Em sẽ chuyển dòng nhạc khác cho quý vị. Đây, chuyển dòng nhạc đây. Em sang một dòng nhạc Bolero, chú quý vị đã nghe rồi. Em chuyển sang nhạc gì cho quý vị nhỉ? Cũng có nhiều loại nhạc lắm, mỗi bác thích một kiểu. Thử cái nhạc này. Bolero rồi, chú tình rồi.
đánh hay thật. Mê luôn. Thôi em cũng xin phép tạm dừng test cái clip cho quý vị nghe đến đấy là được. Phải nói là nó đánh quá là hay chứ không phải là hay. Con nào nó cũng hay, mỗi con một kiểu. Quý vị nào có nhu cầu alo đến 0911 169 961. Em trân trọng cảm ơn.